Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đường băng mới của Trung Quốc trên đảo Tri Tôn sẽ tác động đến Việt Nam như thế nào? Ngày 17 tháng 8, một tờ báo quốc tế tiếng Việt có bài bình luận về đường băng mới của Trung Quốc trên đảo Tri Tôn. Bài báo cho biết, theo hình ảnh vệ tinh, một công trình xây dựng có thể là đường băng cho máy bay sắp được hoàn thành trên đảo Tri Tôn nằm ở cực Tây của quần đảo Hoàng Sa gần Việt Nam. Ước tính đường băng này dài khoảng 600 m và rộng khoảng 14 m hình ảnh bay trên AFA tiếng Việt. Trước đó, nơi này đã tồn tại một bãi đáp trực thăng gần một đầu đường băng đang xây dựng. Ngoài ra, trên đảo này đã có sẵn các thiết bị quân sự như radar, trạm đóng quân, bến cảng. Hiện nay dường như cùng với đường băng mới, nhiều thiết bị chưa được xác minh cụ thể cũng đang được lắp đặt thêm ở phía đông hòn đảo. Bài báo dẫn ý kiến cho rằng có lẽ không phải là một đường băng, nó dường như là một đường G, và nếu nó là đường băng thì hầu hết các loại máy bay lớn khó có thể sử dụng vì quá ngắn và quá nhỏ. Tuy nhiên, bài báo cho hay những chuyên gia khác như ông Raymond Powell, Đại học Stanford, và ông Hoàng Việt, chuyên gia về luật quốc tế và các tranh chấp ở Biển Đông tại Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng nó là đường băng và đường băng này sẽ có tác động đáng kể với Việt Nam. Ông Raymond Powell cho rằng kích thước rõ ràng của đường băng khoảng 600m không đủ dài để Trung Quốc triển khai loại máy bay chiến đấu đang đặt ở đảo Phú Lâm xa hơn về phía đông, nhưng nó có thể đóng vai trò là nơi triển khai các máy bay tuần tra có người lái và không người lái có thể bay trên vùng đặc quyền kinh tế của việt nam điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho khả năng của bắc kinh trong việc thu thập thông tin tình báo và khẳng định quyền tài phán của mình đối với các khu vực này với căn cứ không quân gần đó tại đảo phú lâm đã được trang bị và hoạt động đầy đủ việc cải tạo đất để xây dựng sân bay ở đảo tri tôn đến mức độ trung quốc có thể triển khai máy bay chiến đấu rõ ràng đây là hành động khiêu khích ông Powell xác nhận hình ảnh đảo Tri Tôn chụp từ vệ tinh ngày 17 tháng 8. Ông Powell phân tích một sân bay dài 600 mét đủ dài để đặt các máy bay không người lái cỡ trung bình, giúp Trung Quốc có thể tuần tra khu vực tranh chấp ở phía đông Đà Nẵng. Máy bay tuần tra có người lái nhỏ cũng là một lựa chọn. Như vậy, theo bài báo, tuy đường băng mới ở Tri Tôn không đủ dài, nhưng nó vẫn giúp Trung Quốc nâng cao sức mạnh trong khu vực trước hết là nâng cao năng lực tuần tra trên vùng trời của khu vực giúp trung quốc có thêm sức mạnh khẳng định chủ quyền ông powell cũng chỉ ra là trung quốc đã vốn có năng lực tuần tra trên biển lớn hơn đáng kể so với việt nam nếu trung quốc quyết định đặt máy bay tuần tra thường trực tại đảo tri tôn thì việt nam sẽ khó có thể sánh được với họ về khả năng triển khai máy bay hiện diện một cách tương đương trên biển bài báo này cũng dẫn ý kiến của ông hoàng việt cho rằng nếu kiểm soát được cả hai quần đảo hoàng sa lẫn trường sa thì có thể kiểm soát được toàn bộ biển đông rộng lớn cùng các tuyến đường hàng hải đi qua nó năng lực tên lửa của trung quốc đã bao phủ chuỗi đảo thứ nhất đảo kyushu và okinawa ở nhật bản đảo luzon ở philippines tuy nhiên đối với trung quốc muốn khống chế chuỗi đảo thứ nhất này về phía biển đông và ấn độ dương thì vẫn nắm cửa ra của nó và đó là hoàng sa. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng mục tiêu của Trung Quốc có thể đang nhắm tới khi đi nước cờ này là muốn tạo cơ sở pháp lý để bao biển cho yêu sách biển của họ. Để làm điều đó, họ cần bồi đắp đảo Tri Tôn thành một đảo lớn. Năm 2014, khi đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, họ lập luận rằng vị trí giàn khoan nằm trong vùng biển thuộc Tri Tôn. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy họ có nhu cầu mở rộng hòn đảo này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin đường băng mới của Trung Quốc trên đảo Tri Tôn sẽ tác động đến Việt Nam như thế nào. Tàu Trung Quốc tiếp tục quấy nhiễu ở bãi tư chính. Ngày 17 tháng 8, một bản tin của một trang tin quốc tế tiếng Việt cho hay tàu hải cảnh của Trung Quốc tiếp tục xuất hiện ở bãi tư chính của Việt Nam. Theo đó, tàu hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 5403 vừa xuất hiện trong khu vực bãi tư chính của Việt Nam vào sáng ngày 17 tháng 8 gần các lô dầu khí mà Việt Nam đang tiến hành thăm dò và khai thác. Hình ảnh bản tin trên AFA tiếng Việt. Bản tin cho biết chuyên gia Raymond Powell, trưởng dự án Miosu, trung tâm Garden North, Center for National Security Innovation, Đại học Stanford, trích dẫn các hình ảnh theo dõi tàu biển và đưa thông tin này trên Twitter vào cùng ngày. Theo chuyên gia Raymond Powell, đây cũng chính là tàu hải cảnh đã xuất hiện ở vùng tài phán của Việt Nam vào các ngày 27-28 tháng 7 và 8-9 tháng 8 vừa qua. Lần này, tàu kiểm ngư 270 của Việt Nam đang theo sát chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc theo thông tin và hình ảnh được ông Raymond Powell đưa trên Twitter, bản tin cho biết thêm trong các tháng vừa qua, Trung Quốc liên tục điều các tàu hải cảnh, khảo sát và dân quân vào vùng biển của Việt Nam. Hồi đầu tháng 7, Trung Quốc đã điều tàu hải cảnh lớn nhất thế giới là CCG 5901 vào vùng biển của Việt Nam và tiến gần tới các lô dầu khí của Việt Nam ở phía Nam. Hồi tháng 5 vừa qua, Trung Quốc cũng điều tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của đoàn tàu hộ tống, gồm tàu hải cảnh và tàu dân quân biển vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đi lại trong vùng nước này suốt 28 ngày. Đội tàu này chỉ rời vùng biển của Việt Nam hồi đầu tháng 6, vào khi giới chức ngoại giao cao cấp Mỹ và Trung Quốc có các cuộc thảo luận tại Bắc Kinh. Cũng theo bản tin này, liên quan đến việc tàu khảo sát hướng Dương Hồng có mặt trong vùng biển Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút tàu về nước, nhưng Bắc Kinh phớt lờ yêu cầu này, đồng thời khẳng định đội tàu của mình hoạt động hợp pháp trong vùng nước thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Hình ảnh Twitter của chuyên gia Raymond Powell. Điều khôi hài là trong khi liên tục gia tăng gây hấn trên Biển Đông, nhưng Trung Quốc lại vỗ về giới lãnh đạo Việt Nam rằng cần cùng nhau giữ vững lý tưởng Cộng sản là láng giềng có cùng hệ tư tưởng hai bên nên chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ ở tầm cao mới và chống lại sự can thiệp mang tính khiêu khích của các thế lực nước ngoài duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông và trong khu vực. Ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói với Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang hôm 16 tháng 8. Lời dụ dỗ của ông Vương Nghị khiến người ta liên tưởng đến cách hành xử vừa đắm vừa xoa vừa xông vào nhà người khác cướp bóc, vừa vuốt ve hòa bình, hữu nghị. Một nguồn tin quốc tế khác cho hay, trong vài tuần qua, Trung Quốc đã đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên đảo Tri Tôn, hòn đảo cực Tây trong quần đảo Hoàng Sa, chiến lược của Biển Đông và là hòn đảo gần Việt Nam nhất. Có vẻ như một đường băng ngắn và hẹp, dài khoảng 0,6 km, rộng khoảng 0,01 km đã được xây dựng trên đảo này đường băng này có thể dùng cho các cuộc hạ cánh và cất cánh ngắn của máy bay phản lực cánh quạt và máy bay hạng nhẹ và có thể nó sẽ còn tiếp tục được mở rộng thêm ngoài đường băng còn có một nhà máy xi măng cũng chỉ vừa mới xuất hiện vào tháng trước trước đây trên hòn đảo này chỉ có một trạm quan sát với hai máy vòm và một số lá cờ của trung quốc hòn đảo này trước đây được dùng như một bến cảng nhỏ và sân bay cho trực thăng là một nhóm khoảng 30 đảo và hơn 100 rặng san hô, bãi ngầm và các thực thể khác. Quần đảo Hoàng Sa là nơi Trung Quốc tập trung tiến hành quân sự hóa trong các năm gần đây. Trung Quốc cũng đã cho mở rộng quy mô và phạm vi của các công trình ở Hoàng Sa nhằm tăng cường năng lực và sự hiện diện bao trùm của họ trên Biển Đông, bất chấp sự phản đối của các nước trong khu vực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Tàu Trung Quốc tiếp tục quấy nhiễu ở bãi tư chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d